chào các bạn. Hôm nay là mình sẽ đi phát gạo, tiếp tục cái đợt thứ hai. Thì hôm nay là mình có nhận được một cái tin nhắn của các bạn đó ở trên Facebook á, là bạn đó ở ngoài Bình Phú, là cái xã đó cũng gần xã của mình, nhưng mà cái khu đó nó bị cách ly rồi, cho nên là mình sẽ đem 10 phần gạo để đi ra ngoài để mình tặng, và mình sẽ xem là những cái gia đình nào mà khó khăn ở cái khu đó thì mình cũng sẽ ngẫu nhiên mình cũng sẽ tặng luôn. Rồi mời các bạn theo dõi nha. Dạ, gần ngã ba Bình Phú, quẹo vô cầu Hai Hiểu. Dạ. Dạ, cảm ơn. Anh ơi, cho em hỏi cầu Hai Hiểu á. Dạ. À, dạ. Của cái khu mà bị cách ly 10 hộ á, tại người ta nhắn trên Facebook, cái người ta kêu em vô giống như hỗ trợ vậy đó. Dạ. À, 91. Chính ơi. À, Thạnh Hưng. Dạ, có ngoài Long Thạnh đó chú. Mình đến nơi rồi nha các bạn. Mình chở cái bao gạo đến ngay chỗ này, là như cái người đã nói là cái khu này, cái đường này đang phong tỏa nè, trong đây có 10 hộ. Bây giờ mình đang chờ người ta ra để mình phát. Mình có gọi cho cái người nhắn tin với mình rồi. Cái đường này nó đang bị phong tỏa. Rồi. Gửi hai chị mỗi người một túi nha. Cho gạo ra. À chị. Dạ. Rồi em gửi tặng nha. Dạ. Dạ không, được rồi. Rồi em cảm ơn, em đi nha. Dạ dạ. Ờ, cô ơi, con cho bịch gạo nè. Dạ, con để bịch gạo đây nha. Dạ, dạ. Tại con chạy vòng vòng đây, thấy chỗ nào được con ghé con cho. Dạ. Bây giờ mình sẽ chạy vòng vòng cái khu Bình Phú này, mình coi cái nhà nào mà mình cảm thấy khó khăn á, thì mình sẽ tặng cho hết cái bao gạo này luôn nha các bạn. Tại vì cái dự định ban đầu của mình á, là sẽ vào cái khu cách ly đó để mình tặng 10 hộ là 10 phần gạo. Nhưng mà bây giờ cái 10 hộ đó họ không biết, cho nên họ ra không được, cho nên mình chỉ tặng được có 3 phần thôi, chứ phần hồi nãy nữa là 4. Cho nên hiện tại ở đây vẫn còn 6 phần gạo, thì mình sẽ tìm 6 nhà mà mình cảm giác thấy khó khăn thì mình sẽ tặng cho hết luôn.
Rồi mời các bạn theo dõi nha. Chị ơi, em tặng bịch gạo nè. Mình thấy cái hộ này cũng khó khăn cho nên mình sẽ tặng đây một bịch gạo nha các bạn. Cái này thì nhìn theo cảm quan của mình thôi, nên mình không biết, cứ tùy duyên đi. Gặp tặng chưa hết. Nhà ơi, dạ cô, con tặng cô bịch gạo nè. À, con để bịch gạo đây nha. Dạ rồi. Dạ cô con đi. Dạ. Thấy cái nhà này cũng cũng khó khăn cho nên mình chạy vô mình tặng cái nha các bạn. Rồi, ở đây không ai có nhà. Nhà ơi, chị à, em gửi tặng bịch gạo nè. Dạ, dạ rồi chị em đi. Người lớn có nhà không bé? Dạ. Ba mẹ có nhà không? Dạ. Chị ơi, à, em gửi tặng bịch gạo nè. Rồi em để nha. Dạ dạ. Rồi em đi nha. Nhà vừa rồi mình thấy có hai người lớn tuổi với lại một người phụ nữ với lại một đứa nhỏ. Rồi mình thấy cái nhà này cũng khó khăn nha các bạn. Bà ơi, à, cô ơi, dạ con gửi tặng bịch gạo nè, dạ con để dưới đây nha. Dạ dạ dạ, rồi con gửi tặng, rồi con đi nha. Dạ dạ.
Rồi em qua nha. Rồi mình thấy cái nhà này khó khăn nha các bạn. Bây giờ là cái túi gạo cuối cùng rồi, mình giao tặng cái túi gạo này xong rồi mình sẽ về, rồi mình sẽ vô cái nhà này luôn. Chú nhà ơi, chị ơi, có người lớn ở nhà không em? Ờ, nói cho anh tặng gạo cái. À, cô con gửi tặng bịch gạo ăn nha. Dạ dạ. Rồi con về, anh về nha. Rồi bây giờ mình đã tặng xong hết 10 phần gạo rồi nha các bạn. Bây giờ ở đây chỉ còn cái bao không thôi nè. Bây giờ mình bắt đầu mình đi về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì đăng ký và like và share cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Con cũng cảm ơn cô Ngọc Anh đã tài trợ số tiền để con có điều kiện đi tặng quà cho những cái hộ khó khăn. Hôm nay là mình chỉ đi ngẫu nhiên, rồi mình thấy cái nhà nào khó khăn rồi mình ghé vào để mình tặng thôi, chứ mình không có dự định trước. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.